số 278, kênh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 18, phẩm 21, 10 hồi hướng của Bồ Tát Kim Cang Tràng, phần thứ 5. Đại Bồ Tát này khi thấy có người đến xin móng tay, móng chân, thì cũng như Bồ Tát Kim Cố Tinh Tấn, Bồ Tát Diêm Phù Đề, Tự Tại Vương, Kim Quang, cùng vô số các Đại Bồ Tát khác, khi bố thí móng tay chân, tâm Bồ Tát rất hoan hỷ, sắc diện bình tĩnh, nương vào Đại Thừa để bố thí. Bố thí không cầu năm dục, không cầu tiếng khen, xây dựng bố thí ba la mật, tâm bố thí vĩ đại, xa lìa keo kiệt cấu bẩn, xa lìa ganh tị, tùy thuận theo Phật. Đem sự bố thí móng tay chân này gom hết căn lành hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được tướng ngón tay khít nhau thon tròn thẳng, khiến tất cả chúng sinh được tướng ngón tay có màu đồng đỏ khít nhau thanh tịnh, khiến tất cả chúng sinh được tướng ngón tay bậc đại nhân nắm giữ toàn bộ tất cả các pháp, khiến tất cả chúng sinh được tướng đẹp ngón tay kèm theo của bậc mười lực, khiến tất cả chúng sinh được tướng ngón tay thon đẹp đang khít nhau, khiến tất cả chúng sinh đầu các ngón tay chân có tướng bánh xe xinh đẹp, đốt ngón tay tròn bằng phẳng, các vàng chỉ rõ ràng, khiến tất cả chúng sinh được màu sắc ngón tay hồng như hoa sen, được quả báo như đức mười lực với tướng tốt trang nghiêm, khi tất cả chúng sinh được ngón tay sáng rực chiếu ra màn lưới hào quang chiếu đến các thế giới khắp mười phương, khiến tất cả chúng sinh được ngón tay tịnh diệu trang nghiêm đầy đủ với các tướng tốt. Đây là căn lành bố thí ngón tay của Đại Bồ Tát đem hồi hướng cho chúng sinh khi tất cả chúng sinh tâm được thanh tịnh. Lại nữa, khi Đại Bồ Tát thỉnh cầu pháp, có người nói: nếu cho tôi móng tay của người thì tôi sẽ nói sẽ cho pháp. Bồ Tát đáp: nếu cho tôi pháp thì quý vị tùy ý lấy dùng. Như các Bồ Tát cầu pháp phương, Bồ Tát vô tận cùng vô số các vị Đại Bồ Tát khác, Bồ Tát này vì cầu pháp muốn khiến cho tất cả chúng sinh được đầy đủ chánh pháp, nên đem căn lành này hồi hướng đến chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được tướng móng tay của Như Lai có màu đồng đỏ. Khi tất cả chúng sinh được móng tay trơn láng, khiến tất cả chúng sinh được móng tay sáng thanh tịnh đầy đủ của Phật, khiến tất cả chúng sinh được móng tay đầy đủ nhất thiết trí của bậc đại nhân, khi tất cả chúng sinh được móng tay không gì sánh bằng, không bị lệ thuộc với tất cả thế gian, khi tất cả chúng sinh được móng tay nghiêm đẹp chiếu khắp các chúng sinh, khi tất cả chúng sinh được móng tay nhỏ đẹp thích khao sạch sẽ, không bị hư rách, khi tất cả chúng sinh được đầy đủ phương tiện tốt, tướng tốt đại trí thanh tịnh của Phật, khi tất cả chúng sinh được móng tay hoàn hảo, quả báo do nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, khi tất cả chúng sinh được móng tay phương tiện hoàn hảo của nhất thiết trí chiếu ra vô lượng ánh sáng có màu sắc xinh đẹp. Đây là Đại Bồ Tát bố thí thịt móng tay đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khi tất cả chúng sinh được móng tay nhất thiết trí trang nghiêm đầy đủ pháp thân của Như Lai đều được viên mãn năng lực không chướng ngại. Đại Bồ Tát cầu pháp vì pháp khó được. Khi người bố thí pháp nói: nếu có thể nhảy vào hố lỗ sâu bảy nhẫn thì ta sẽ cho ông pháp. Nghe như vậy, Bồ Tát rất hoan hỷ, suy nghĩ: vì cầu pháp ta còn phải chịu vô lượng khổ trong các đường ác địa ngục A Tỳ, huống chi vào trong hố lỗ nhỏ xíu ở cõi người này để được nghe pháp. Lạ thay, chánh pháp thật là dễ được, thoát khỏi vô lượng khổ sở ở địa ngục, đi vào hố lỗ nhỏ để được nghe pháp. Người hãy nói pháp, ta nhảy vào hố lỗ. Như các Bồ Tát cầu thiện pháp vương Kim Cang Tư Duy, Bồ Tát này vì pháp mà hoan hỷ vào lửa, đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được nơi Phật an trú bằng pháp nhất thiết trí. Đối với đạo vô thượng thì kiên cố không thoái chuyển, khiến tất cả chúng sinh đều diệt trừ hết hố lửa cõi ác, nhận được an lạc của Như Lai. Khiến tất cả chúng sinh được tâm không sợ, xa lìa các khủng bố, khiến tất cả chúng sinh thường ưa cầu pháp đều được hoan hỷ trang nghiêm bằng Phật pháp. Khiến tất cả chúng sinh xa lìa các đường ác, để dập tắt hết lửa mạnh ba độc. Khiến tất cả chúng sinh đều được hỷ lạc, thành tựu diệu lạc tối thắng của Như Lai. Khiến tất cả chúng sinh được tâm Bồ Tát đều diệt trừ hết lửa tham sân si. Khiến tất cả chúng sinh đều được các hỷ lạc tam muội của các Bồ Tát thấy khắp chư Phật, tâm rất hoan hỷ. Khiến tất cả chúng sinh thường nghe chánh pháp, tận cùng Phật đạo chưa từng quên mất. Khiến tất cả chúng sinh đều được hỷ lạc các thần thông tự tại của Bồ Tát, đầy đủ rốt ráo trí nhất thiết chủng.
Đây là Đại Bồ Tát vì cầu pháp mà nhảy vào lửa, đem căn lành hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ lửa trí tuệ, xa lìa tất cả các nghiệp bất thiện. Đại Bồ Tát vì cầu pháp nên toàn thân chịu hết tất cả các khổ, vì chánh pháp, vì giảng thuyết chánh pháp nên Bồ Tát này xây dựng Đại Bồ Tát, mở vô thượng giác ngộ, đầy đủ trí vô thượng, tu tập mười lực, phát triển tâm nhất thiết trí, được trí vô ngại, khiến tất cả chúng sinh được thanh tịnh, đi vào cảnh giới của tất cả Bồ Tát, giữ gìn Bồ Đề của Phật Đại Thừa, cũng như các Bồ Tát cầu chánh pháp, Dũng Kiện Vương và vô lượng các Đại Bồ Tát khác, vì cầu pháp nên Bồ Tát này chịu vô số cực khổ. Lại nữa, đối với những kẻ phỉ báng chánh pháp, kẻ cực kỳ độc ác, kẻ có nghiệp chướng ác, kẻ giữ lấy nghiệp ma, vì chánh pháp nên Bồ Tát chịu vô số khổ sở thế cho những kẻ ác ấy. Đại Bồ Tát vì cầu pháp chịu khổ cho các chúng sinh, đem căn lành này hồi hướng đến chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh xa lìa tất cả khổ, được an lạc lợi ích, khiến tất cả chúng sinh diệt khổ ấm, được lạc sáng vật, khiến tất cả chúng sinh thoát khỏi ngục khổ, đầy đủ rốt ráo hành động trí tuệ, khiến tất cả chúng sinh gặp được an ổn, xa lìa nẻo khổ não, khiến tất cả chúng sinh được pháp ái lạc sung mãn đầy đủ, diệt hết hoàn toàn tất cả các khổ, khiến tất cả chúng sinh phát tâm đại bi, muốn vượt qua hết tất cả biển khổ, khiến tất cả chúng sinh được tịch lạc không thể so sánh, tự thân xa lìa hẳn tất cả khổ thọ, khiến tất cả chúng sinh được tất cả thắng lạc, đầy đủ tận cùng lạc không chướng ngại của Phật. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu pháp nên chịu tất cả các khổ, đem căn lành này hồi hướng cứu hộ chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh an trú trong giải thoát vô ngại của nhất thiết trí. Đại Bồ Tát vì cầu pháp, vì pháp khó được, có thể xả bỏ cả quốc độ bốn biển, cả mặt đất, cả thành phố làng xóm lớn nhỏ, đất nước giàu vui, nhân dân phồn thịnh, vừa được ao tắm hoa trái xuân xoa, cùng vô số sự giàu đẹp như vậy, thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, kho báu vàng bạc, vợ con quyến thuộc đều xả bỏ hết, ở trong không kiên cố để cầu pháp kiên cố, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được đạo nhất thiết giải thoát thanh tịnh không ngại của Phật, cũng như các Bồ Tát Đại Thế Diệu Đức, Bồ Tát Thắng Thế Vương cùng vô số các Đại Bồ Tát khác. Bồ Tát này vì cầu chánh pháp, dù chỉ đối với một câu một nghĩa mà vẫn năm vóc sát đất cung kính nhận lấy chánh niệm đến sự chuyên cần cầu chánh pháp của chư Phật ba đời. Đối với chánh pháp, tâm luôn vô thích, tu tập các nguyện, cầu pháp ly tham, từ bỏ pháp quyền lực của đế vương thế gian, vô thích cầu thắng pháp tự tại của vô thượng pháp vương, không nhớ đến, không lệ thuộc vào tất cả thế gian, dùng pháp xa lìa thế gian để nuôi dưỡng tâm mình, xa lìa tất cả lời nói ác của thế gian, đứng vững yên tịnh nơi chỗ của chư Phật. Đại Bồ Tát đi cầu chánh pháp nên đem cho tất cả quốc độ đất đai khắp bốn thiên hạ, đem hết căn lành hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả của cải trong ngoài, khiến tất cả chúng sinh có thể xả bỏ tất cả mà không hối hận nửa chừng, khiến tất cả chúng sinh không tiếc thân mạng và vật dụng thường cầu chánh pháp, khiến tất cả chúng sinh đều được lợi ích của pháp, trừ diệt tất cả nghi ngờ cho vô lượng chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh thường ưa thích chánh pháp, được yêu thích về pháp đối với các Phật pháp, khiến tất cả chúng sinh từ bỏ thân mạng, tự tại trong thế gian, tính cầu Phật pháp với tâm vĩ đại tu tập giác ngộ vô thường, khiến tất cả chúng sinh cung kính tôn trọng chánh pháp của chư Phật, có thể bỏ thân mạng để đạt được chánh pháp, khiến tất cả chúng sinh hộ trì Phật pháp, tu tập pháp khó được nghe của Như Lai, khiến tất cả chúng sinh đều được giác ngộ của chư Phật chiếu soi, hoàn tất thành Bồ Tát, từ giác ngộ không nhờ người khác, khiến tất cả chúng sinh được tự tại đối với các Phật pháp, nhổ mũi nhọn si mê, tâm thường thanh tịnh. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu pháp khó có được nên bố thí cả quốc độ, đem căn lành hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ tri kiến. Lại nữa, Đại Bồ Tát khi hành pháp tự tại, dạy bảo sự từ bỏ tất cả sự giết hại các loài hai chân, bốn chân ở các thành phố, xóm làng trong cõi Diêm Phù Đà, ban khắp bằng tâm không sợ hãi, xa lìa thù oán, tu hạnh Bồ Tát để trị nước, diệt trừ tất cả khổ nạn cho chúng sinh, phát khởi tâm báu an ổn cho tất cả chúng sinh,
tâm báu thánh diệu hoàn toàn chánh trực. Từ đầy đủ ba loại giới pháp cũng khiến cho chúng sinh đầy đủ ba loại giới. Đại Bồ Tát đem căn lành cho không giết hại của năm giới hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được trí tuệ trường thọ, đầy đủ tâm Bồ Đề, mạng sống vô tận, khiến tất cả chúng sinh được sống vô cùng, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, khiến tất cả chúng sinh tu tập đầy đủ, xa lìa già chết, tất cả các nạn không làm hại mạng sống, khiến tất cả chúng sinh mau đạt được vô lượng tâm, xa lìa vẫn khổ, mạng sống được an, được tồn tại theo ý muốn, khiến tất cả chúng sinh được mạng sống vô tận đến tận kiếp tương lai, tu tập đầy đủ các hạnh của Bồ Tát, thu phục hóa độ tất cả chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được cửa mạng sống thanh tịnh, căn lành của mười lực đều đi vào cả, khiến tất cả chúng sinh căn lành đầy đủ, sống lâu vô cùng và mãn các nguyện, khiến tất cả chúng sinh đều được gặp Phật, tu vô số căn lành trường thọ, khiến tất cả chúng sinh học những điều cần học ở nhà Như Lai, thành tựu đầy đủ mạng sống vô tận, được tâm hoan hỷ trong pháp bậc thánh, khiến tất cả chúng sinh được mạng căn không già bệnh chết, tinh tấn vô tận, trú ở trí của Phật. Đây là Đại Bồ Tát đem căn lành giữa năm giới như từ bỏ sát sinh đối với tất cả chúng sinh để hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh an trú vào ba loại tình giới của Như Lai, đầy đủ hoàn toàn trí tuệ mười lực. Nếu Đại Bồ Tát thấy chúng sinh tàn hại bất nhân, dù người hay thú, hủy hoại hình trẻ đàn ông, làm cho thân tàn huyết, chịu các khổ sở, thấy khổ ấy rồi, Bồ Tát phát sinh đại từ bi mà cứu độ họ, làm cho họ đầy đủ trong bảo quý giá yêu thích. Đại Bồ Tát bảo người ác rằng: vì lợi gì mà ông tạo ra ác, ra nghiệp ác? Tôi sẽ cung cấp đầy đủ theo sự cần dùng của ông, gây hại cho họ để mình được an vui thì thật trái lẽ. Các hành động ác và pháp bất thiện này, tất cả các Như Lai đều không khen ngợi. Đại Bồ Tát cần phải xả bỏ tất cả sở hữu khi các chúng sinh kia không làm nghiệp ác, lại còn nói pháp vi diệu cho họ. Đó là các pháp tịch tỉnh, nuôi dưỡng tịnh hạnh, diệt trừ bất thiện, tu tập từ bi không gây hại cho chúng sinh. Khi được nghe lời pháp này, người ác kia liền từ bỏ hành động ác, tu tập theo nghiệp tăng tịnh. Đại Bồ Tát đem căn lành từ bi cứu giúp để hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được tướng tâm tàn đại nhân của Phật, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ hình thể đàn ông, được ý chí nam tử, phạm hạnh thanh tịnh, khiến tất cả chúng sinh được thân dục của đàn ông, nương vào trí vô ngại hoàn toàn không thối lui, khiến tất cả chúng sinh được thân bậc đại nhân, xa hẳn, lìa hẳn tâm dục không còn ô nhiễm, khiến tất cả chúng sinh đều được thành tựu pháp của nam tử, đầy đủ trí tuệ, được chư Phật khen ngợi, khiến tất cả chúng sinh được năng lực đạt bậc đại nhân, thành tựu đầy đủ căn lành mười lực, khiến tất cả chúng sinh thường được có thân hình nam giới, an trú vững chắc trong pháp chưa từng có, khiến tất cả chúng sinh đối với năm dục không bị lệ thuộc, tâm được giải thoát, nhằm chán ba cõi, tu tập hạnh Bồ Tát, khiến tất cả chúng sinh đều được thành tựu bậc nhất thiết trí, được tất cả mọi người tin theo và nhận sự giáo hóa, khiến tất cả chúng sinh được thành tựu trí sâu xa trường phu của Bồ Tát, đạt đến tất cả cảnh giới giác ngộ của Đại Thừa. Đây là Đại Bồ Tát cứu người hủy hoại thân hình, đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đều cứu hộ tất cả thiện nam, sinh vào nhà hiền thánh, đầy đủ trí tuệ, tu tập thực hành thắng trí của người nam, hiển hiện đầy đủ bảy cảnh giới của đàn ông, đầy đủ chánh pháp trường phu vô thượng, thường hóa độ tất cả chúng sinh. Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh được thắng pháp trường phu thanh tịnh của Phật. Lại nữa, Đại Bồ Tát nếu thấy có Như Lai ra đời, liền bằng âm thanh lớn nói đến tất cả: Như Lai đã ra đời, Như Lai đã ra đời, khiến tất cả chúng sinh được nghe tiếng của Phật, được nghe âm thanh của Phật rồi thì từ bỏ tự đại, kiêu mạn phóng dật, được gặp chư Phật, an trú kiên cố vào tâm mùi niệm Phật, tu tập theo cảnh giới của chư Phật chưa từng quên mất, cùng kính cúng dường tất cả chư Phật, thường muốn gặp Phật, vì trăm ngàn kiếp thật khó được gặp. Bồ Tát bảo cho chúng sinh biết có được gặp Phật, chúng sinh nghe rồi thường muốn gặp tất cả chư Phật,
rất hoan hỷ, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Từ nơi Như Lai, họ được nghe danh hiệu Phật, trồng các căn lành với vô lượng đức Phật, tu tập tăng trưởng, vô số chúng sinh nhờ vào Như Lai đều được thuần thục. Các chúng sinh ấy đối với Bồ Tát xem như là thiện tri thức. Nhờ vào Bồ Tát, các chúng sinh ấy đều được đầy đủ Phật pháp. Các chúng sinh ấy trong vô lượng kiếp tu tập các căn lành, làm các Phật sự, đa Bồ Tát đem căn lành khen Phật, hồi hướng đến chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh thường gặp chư Phật, sinh vào đúng lúc nhận lời Phật giáo hóa, được Phật hoan hỷ, khiến tất cả chúng sinh thường ưa gặp Phật, chẳng bao giờ quên, khiến tất cả chúng sinh tu tập trí tuệ, giữ gìn tất cả pháp tạng của Phật, khiến tất cả chúng sinh không xa lìa Phật pháp, trong vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát từ nay chánh pháp, khiến tất cả chúng sinh luôn luôn chánh niệm, giữ được tất cả trí tuệ của Như Lai, khiến tất cả chúng sinh không nghĩ đến nghiệp khác, chỉ chánh niệm chư Phật tu tập mười lực, khiến tất cả chúng sinh ở phương nào cũng thấy tất cả Phật khắp hư không giới đều được ý kiến tất cả Như Lai, khiến tất cả chúng sinh được thân tự tại của Phật, chứng thành Phật ở khắp các thế giới, khiến tất cả chúng sinh được nghe chánh pháp của Phật từ thiện tri thức, được tính tâm không thay đổi đối với Như Lai, khiến tất cả chúng sinh khen ngợi Phật ra đời đều có lợi ích lớn, giáo hóa chúng sinh khiến cho đều thanh tịnh. Đây là đại Bồ Tát khen Phật ra đời đem căn lành này hồi hướng cho khắp chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đều được gặp chư Phật, nhận sự giáo hóa. Đối với đạo vô thượng, tất cả Phật pháp đều rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, đại Bồ Tát bố thí cả mặt đất, hoặc bố thí cho Phật xây dựng đền chùa, hoặc bố thí cho Bồ Tát và tiện tri thức sử dụng tùy ý, hoặc bố thí cho tánh tăng xây dựng phòng nhà, hoặc dâng lên cha mẹ xây cất nhà cửa, hoặc cho người khác như thanh văn dương giác, tất cả các bậc ruộng phước hay những người đến sinh, hoặc cho đến bốn chúng tùy ý sử dụng làm cho họ không thiếu thốn, hoặc dâng lên Như Lai xây dựng tháp miếu. Bằng các sự bố thí như vậy, làm cho người sinh tùy ý sử dụng, xa lìa oán thù, tất cả sợ hãi, là Bồ Tát đem căn lành cho bố thí cả mặt đất, hồi hướng đến chúng sinh, khi tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, được một quả dị Phật thanh tịnh rốt ráo đạt đến bờ kia như hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Khi tất cả chúng sinh được Đà La Ni như mặt đất, chánh niệm lười si, thọ trì tất cả diệu pháp của chư Phật, khiến tất cả chúng sinh giữ gìn hộ trì tất cả Phật pháp, khiến tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng như mặt đất, đối với chúng sinh thanh tịnh chánh trực, không sinh niệm ác, khiến tất cả chúng sinh giữ gìn chủng tánh của Phật, không đoạn tuyệt hạt giống giác ngộ, tuần tự thành lập các căn lành của tất cả Bồ Tát, khiến tất cả chúng sinh làm nơi nương tựa an ổn cho tất cả chúng sinh, làm cho họ được thuần tục thành tựu thanh tịnh, khiến tất cả chúng sinh cùng các Như Lai làm lợi ích cho chúng sinh, đứng vững trong năng lực của Phật, khiến tất cả chúng sinh đều được tất cả chúng sinh yêu mến, đứng vững ở nơi được yêu mến của chư Phật, khiến tất cả chúng sinh ở ổn định trong các lực pháp không sợ của các Như Lai, khiến tất cả chúng sinh được địa vị nhất thiết trí đối với Phật pháp, được tự tại pháp. Đây là căn lành hồi hướng của đại Bồ Tát bố thí mặt đất, khiến tất cả chúng sinh đều đạt được đạo quả thanh tịnh của Như Lai. Lần nữa, khi đại Bồ Tát bố thí, người sai khiến hoặc dâng lên cho Phật Bồ Tát cái thiện tri thức, vì muốn phát triển pháp của Như Lai, hoặc dâng lên tăng bảo và cung cấp cho cha mẹ các bậc ruộng phước tôn trọng, và cung cấp cho người bệnh để cứu sống mạng họ. Tất cả người nghèo khổ, những người đất sinh đều được tu cấp, hoặc dâng vào các miếu cung cấp việc quét dọn. Có người nào ghi chép kinh Phật Bồ Tát vì hộ pháp, đem vô số tịnh nhân người phục vụ cung cấp để họ sai khiến. Những người được sai khiến này đều thông minh, hiểu rõ trí tuệ, nhu hòa, thuần thục, siêng năng làm việc, không có biến nhát, bằng tâm chánh trực, tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm từ, tâm xa lìa tổ oán. Bằng những tâm này phục vụ cho người ghi chép, tùy theo những phong tục địa phương, tài năng kỹ thuật của người ghi yêu cầu, là Bồ Tát đem những người phục vụ có khả năng ấy để cung cấp cho họ. Những người phục vụ ấy đều do tịnh nghiệp của Bồ Tát mà phát sinh, khiến người phục vụ làm vừa ý người kia. Đại Bồ Tát đem căn lành bố thí, người sai khiến hồi hướng đến chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được tâm thuần thục cúng dường chư Phật, tu tập các căn lành.
khiến tất cả chúng sinh tùy thuận cung cấp tất cả chư Phật được nghe và thọ trì hết lời Phật dạy. Khi tất cả chúng sinh tùy ý tự tại gặp các Như Lai thường tu chánh niệm không còn tâm ác. Khi tất cả chúng sinh kế thừa dòng họ Phật thuận theo Như Lai giữ hết các căn lành, khiến tất cả chúng sinh dâng đến chư Phật luôn luôn đúng lúc, được gặp chư Phật có kết quả tốt. Khiến tất cả chúng sinh gom hết diệu nghĩa của chư Phật, ngôn từ thanh tịnh đi lại không sợ sợ. Khiến tất cả chúng sinh được thấy chư Phật chiêm ngưỡng không chán, đối với chư Như Lai không thiếu thân mạng. Khiến tất cả chúng sinh được thấy chư Phật tâm không nhiễm trước, không còn lệ thuộc thế gian. Khiến tất cả chúng sinh chỉ với chư Phật xa lìa tất cả điều lành của thế gian. Khiến tất cả chúng sinh tùy thuận con đường giác ngộ, nhất hướng mong cầu vô thượng Bồ Đề. Đây là căn lành hồi hướng của Đại Bồ Tát bố thí người phục vụ, khiến tất cả chúng sinh xa lìa khẩu nhiễm, được tịnh địa của Phật, được pháp thân tự tại không ngại của Như Lai. Đại Bồ Tát khi đem thân bố thí làm người hầu hạ, bằng tâm khiêm tốn từ bỏ kiêu mạn, tâm phục vụ, tâm như mặt đất, tâm chịu tất cả khổ, tâm cung cấp cho tất cả con mệt mỏi, tâm không biến nhét, tâm cho các căn lành, đến những chúng sinh nghèo hèn được tất cả tôn quý giàu vui, tâm cung kính cúng dường đến những kẻ trẻ thơ ngu si nhỏ bé, tâm kiên cố trú vào pháp môn tối thắng, chánh niệm tu tập tất cả căn lành. Đại Bồ Tát đem căn lành bố thí thân để hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh không thiếu người phục vụ. Tu hạnh Bồ Tát tâm không thoái chuyển, chưa thường trái với nghĩa đúng của Bồ Tát, nhất tâm chuyên cầu đạo của Bồ Tát, thông đạt chánh pháp bình đẳng của Bồ Tát, được dựa vào chuẩn thánh của Như Lai, tu tập pháp chân thật tăng trưởng hạnh Bồ Tát. Khi khắp thế gian được Phật pháp thanh tịnh, thân tâm tâm giải thoát, đạt đến Bồ Đề. Khi tất cả chúng sinh tăng trưởng căn lành vĩ đại thanh tịnh, khi tất cả chúng sinh hướng về đại công đức, đạt đến nhất thiết trí. Đại Bồ Tát lại suy nghĩ, nguyện đem thân cung cấp được các căn lành, khiến tất cả chúng sinh đủ khả năng phục vụ chư Phật, tâm ý nhu hòa, thường nghe chánh pháp, thọ trì pháp, giữ gìn pháp, không quên pháp, không phá hoại pháp, không chọn lựa pháp, không lìa pháp, khéo điều phục pháp, điều phục hoàn toàn pháp, khó điều phục pháp tịch diệt, khiến chúng sinh ấy tùy thuận hoàn toàn với chư Phật, đem công đức tùy thuận, khiến tất cả chúng sinh làm tác đệ nhất, có thể nhận hết sự cúng dường của chúng sinh. Khiến tất cả chúng sinh làm ruộng phước đệ nhất, tự nhiên giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Khiến tất cả chúng sinh làm ruộng phước tối thắng, làm lợi ích cho khắp chúng sinh. Khiến tất cả chúng sinh đều làm ra kho tàng công đức vô thắng, đều được cùng tận nguồn gốc căn lành. Khiến tất cả chúng sinh làm ruộng phước tịnh diệu, đều sinh ra quả báo vô cùng. Khiến tất cả chúng sinh được đạo giải thoát, đều được ra khỏi tất cả thế gian. Khiến tất cả chúng sinh làm vị điều ngự đệ nhất, tùy theo ứng tượng chỉ dẫn cho họ. Khiến tất cả chúng sinh được đà la ni tối thắng, tạo trì tất cả pháp của Như Lai. Khiến tất cả chúng sinh đạt đến vô lượng pháp giới tối thắng, đầy đủ chánh đạo vô ngại như hư không. Đây là căn lành hồi hướng của Đại Bồ Tát khi bố thí thân mình. Khi tất cả chúng sinh mau được thân trí tuệ ứng cúng của Như Lai, Đại Bồ Tát đều được yêu thích và phát bằng tâm hoan hỷ thanh tịnh, có thể bằng thân mình che chở chư Phật thường hoan hỷ tu tập pháp bảo vô thường. Đối với chư Phật xem như cha mẹ, muốn đạt đến tận cùng là pháp vô ngại, thành tựu vô số na do ta trí tuệ quý báu, các môn căn lành chánh niệm không quên vô lượng pháp môn của các Như Lai, có thể bằng cảm ơn vi diệu của Như Lai mượn khắp tất cả bằng các trận mưa pháp của chư Phật. Mây pháp của Như Lai che khắp tất cả mà không sợ hãi, có thể giảng rõ về quả vị của bậc nhất thiết trí, đạt đến rốt ráo thừa nhất thiết trí, đem vô lượng vô biên pháp lớn thành tựu các căn. Đại Bồ Tát ở nơi chư Phật nghe pháp sâu xa, ở nơi hoan hỷ vô cùng tu tập chánh đạo, tự mình diệt trừ tất cả nghi hoặc, lại làm cho chúng sinh hoan hỷ vô cùng, phá hết lưới nghi, viên mãn các công đức, đầy đủ căn lành tu tập tất cả pháp môn, thực hành tất cả đại nguyện, lợi ích cho chúng sinh an trú bất động vào trí kim cang tạng, chánh tâm chuyên cầu Bồ Đề vô thượng, nghiêm tịnh được tất cả quả Phật cung kính tôn cộng vô số Như Lai. Đại Bồ Tát an trú trong pháp này, tự thân che chở tất cả chư Phật, đem căn lành này hồi hướng đến chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh
được đầy đủ thân thể xinh đẹp có thể che khắp tất cả chư Phật, khiến tất cả chúng sinh đương theo Như Lai thường gặp chư Phật chẳng bao giờ xa lìa, khiến tất cả chúng sinh được thân tối thắng đầy đủ tất cả công đức trí tuệ, khiến tất cả chúng sinh tu hành phạm hạnh lì hiểu, làm cho chư Phật đều hoan hỷ, khiến tất cả chúng sinh được thân không ngã sở, tâm không còn để thuộc vào ngã hay ngã sở, khiến tất cả chúng sinh có thể phân thân đến tất cả cõi mà không có đến hay rời khỏi cái thế giới, khiến tất cả chúng sinh được thân tự tại xa lìa ngã và ngã sở, tự do đi khắp, khiến tất cả chúng sinh sinh ra thân Phật ở trong nhà Như Lai với thân vô thượng, khiến tất cả chúng sinh được thân có năng lực của pháp an tọa nơi pháp tòa, thành tựu năng lực nhẫn tâm không thể hoại, khiến tất cả chúng sinh được thân không gì không thể gì so sánh đầy đủ pháp thân thanh tịnh của Như Lai, khiến tất cả chúng sinh được thân công đức xuất thế gian, được xuất sinh trong pháp giới không. Đây là Đại Bồ Tát đem thân che chỗ chư Phật và hết căn lành ấy hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh thành tựu công đức tánh diệu của chư Phật ba đời. Khi Đại Bồ Tát đem thân bố thí cho tất cả chúng sinh, nghĩ như thế này, khiến tất cả chúng sinh thành tựu căn lành, khiến tất cả chúng sinh thường nhớ căn lành, khiến tất cả chúng sinh thường làm đèn sáng, khiến tất cả chúng sinh được sống an lạc, khiến tất cả chúng sinh được bụng chứa pháp, có thể dung nạp tất cả chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh làm ánh sáng cho thế gian, diệt trừ các sự tối tăm, khiến tất cả chúng sinh làm được tất cả nhân duyên cho căn lành, làm thiện tri thức cho mau để cho nhau để thành tựu, mở bài chánh đạo được an lạc vô thượng, khiến tất cả chúng sinh làm mặt trời trong sáng. Đại Bồ Tát đem thân bố thí cho các chúng sinh và hết căn lành hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đạt được đạo quả trí tuệ của chư Phật, khiến tất cả chúng sinh tùy thuận chánh đạo đều đạt đến vô thượng bồ đề, khiến tất cả chúng sinh thường ở trong hội của chư Phật được nhận sự giáo hóa, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ uy nghi thành tựu uy nghi thanh tịnh của chư Phật, khiến tất cả chúng sinh đều được niết bàn hiểu rõ nghĩa của pháp, khiến tất cả chúng sinh đều được thắng pháp mà không nhàm chán tương gặp thắng pháp sinh vào nhà Như Lai, khiến tất cả chúng sinh từ bỏ hy vọng của thế gian đều được hy vọng chân thật của Như Lai, khiến tất cả chúng sinh ngồi dưới cây bồ đề sinh ra vô lượng căn lành thanh tịnh, khiến tất cả chúng sinh phá tan tất cả oán lực phiền não phát sinh tâm bất hại, khiến tất cả chúng sinh được pháp vô úy đều hộ trì tất cả Phật pháp. Đây là Đại Bồ Tát bố thí tự thân đem căn lành hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh lợi ích an lạc được pháp vô thượng. Đại Bồ Tát đem thân mình dâng lên chư Phật, tâm xem như cha mẹ đối với chư Phật, phát sinh tâm thanh tịnh, đem tâm minh tịnh này thọ trì bồ đề, được các Phật pháp, xả bỏ thế gian, sinh vào nhà Như Lai tùy thuận chư Phật bảo hộ chánh pháp, xa lìa tất cả cảnh giới các ma, tu tập cảnh giới của Phật, tự đem thân mình trở thành pháp khí của tất cả chư Phật. Đại Bồ Tát tu tập pháp như thế này, tự thân cung cấp đến tất cả chư Phật, đem hết căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh an trú trong tâm tịnh, tự trang điểm bằng tất cả báu trí tuệ, khiến tất cả chúng sinh được giáo hóa và sự đồng sự với tất cả chúng sinh, xa lìa tất cả các nghiệp bất thiện, khiến tất cả chúng sinh được quyến thuộc đoàn kết cùng nhau gìn giữ chánh pháp của chư Phật, khiến tất cả chúng sinh đều làm đệ tử thanh tịnh của Như Lai, thành tựu quả vị của Bồ Tát Quả Tịnh, khiến tất cả chúng sinh được chư Phật hộ trì, xa lìa bạn bè xấu ác, khiến tất cả chúng sinh tùy thuận chư Phật tu tập pháp hành tối thắng trong quả vị của Bồ Tát, khiến tất cả chúng sinh và phạm giới của Phật đều được thọ ký nhất thiết trí, khiến tất cả chúng sinh đồng với Như Lai được tự tại đối với tất cả Phật pháp, khiến tất cả chúng sinh đều được chư Phật bảo hộ tu hành nghiệp không chấp trước, khi tất cả chúng sinh đều làm người tỳ giả số một của chư Phật, đầy đủ trí tuệ làm người ý chư Phật. Đây là Đại Bồ Tát đem thân phụng sự chư Phật, đem căn lành này hồi hướng đến vô thượng bồ đề, hồi hướng cứu hộ hết tất cả chúng sinh, hồi hướng cứu hộ tất cả chúng sinh, hồi hướng cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi,
hồi hướng cho tự tâm đều được thanh tịnh, hồi hướng đến vô lượng quảng đại bồ đề, hồi hướng đến trí tuệ chiếu sáng của chư Phật, hồi hướng đến thân mình được theo chư Phật, hồi hướng đến thọ trì tất cả Phật pháp, hồi hướng mong cầu tất cả Phật pháp, hồi hướng đến căn lành đồng đẳng với các Như Lai trong ba đời, hồi hướng đến tâm trong mát được tất cả Phật pháp. Khi Đại Bồ Tát Bố Thí Quốc Độ vứt bỏ tâm ý uy quyền của đế vương thế gian, không còn bị trói buộc, bị lệ thuộc, không cầu quyền uy, xa lìa nghiệp ác, đối với khắp chúng sinh phát sinh tâm lợi ích an lạc, Đại Bồ Tát đem căn lành do Bố Thí Quốc Độ hồi hướng khiến tất cả chúng sinh xa lìa ngu si, biết rõ nghiệp báo, khiến tất cả chúng sinh không ưa pháp thế gian, khiến tất cả chúng sinh không tham đắm vào những nơi sinh sống ở khắp thế gian, khiến tất cả chúng sinh không giữ lấy tướng kiên cố của thế gian, khiến tất cả chúng sinh tâm không nhiễm trước vào pháp ngã và ngã sở, khiến tất cả chúng sinh tâm không quên hạnh Bồ Tát, khiến tất cả chúng sinh chưa từng rời bỏ các thiện tri thức, khiến tất cả chúng sinh đều thọ trì tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát, khiến tất cả chúng sinh làm cho tất cả thiện tri thức đều được hoan hỷ. Đại Bồ Tát Bố Thí đất nước đem căn lành hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh được chỗ của Pháp Vương, đối với Pháp tự tại được đứng bờ kia, khiến tất cả chúng sinh được Pháp của Pháp Vương, thu phục tất cả vô oán địch kết sử, khi tất cả chúng sinh cùng với Pháp Vương đồng khen ngợi Phật Pháp trí tuệ của Như Lai, khi tất cả chúng sinh ở trong nhà Pháp Vương thuộc cảnh giới của Phật có thể tự tại chuyển bất luân vô thường, khi tất cả chúng sinh sinh ra phương tiện thiện diệu của Như Lai được Pháp tự tại hộ trì Phật Pháp vĩnh viễn không đoạn tuyệt, khi tất cả chúng sinh hộ trì vô lượng chánh pháp của Pháp Vương đều được trở thành Bồ Tát vĩ đại, khi tất cả chúng sinh trong pháp giới thanh tịnh được là Pháp Vương thường sinh ra ở đời liên tục không gián đoạn, khi tất cả chúng sinh làm bậc vua trí tuệ trong các thế giới thu phục thành thục tất cả chúng sinh, khi tất cả chúng sinh khắp vị chúng sinh trong thế giới nhiều như pháp giới hư không giới làm bậc chúa bố thí pháp kiến lập đại thừa trong tất cả chúng sinh giới, khi tất cả chúng sinh được pháp của Pháp Vương đồng với căn lành của chư Phật ba đời, đây là Đại Bồ Tát Bố Thí vương vị đem căn lành hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh đều được đạt đến chỗ an ổn hoàn toàn. Đại Bồ Tát thấy có người đến sinh đại thành xinh đẹp của Kinh Đô, liền đem cho bằng tâm hoan hỷ, tâm không loạn, tâm chuyên nhất mong cầu Bồ Đề, tâm vô số nguyện, tâm đại từ, tâm đại bi, tâm trong mát, bố thí vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, bố thí vì chứng vững trong đại thừa, bố thí vì tâm bình đẳng của Phật Pháp, bố thí bằng tâm thực hành pháp thiện, tâm muốn nhất thiết trí vương, ý muốn cầu pháp tự tại, bố thí bằng tâm muốn trí tuệ tăng thượng, tâm muốn tất cả công đức thâm tịnh, tâm kiên cố quảng đại, bố thí vì nuôi dưỡng tất cả căn lành, xa lìa tất cả sự khủng bố của các ma, vì đầy đủ trí Phật, an trú trong năng lực tâm của Bồ Tát, đạt đến tất cả các cảnh giới tu hành và đại nguyện của Bồ Tát bằng nhất trí. Đại Bồ Tát Bố Thí đại thành xinh đẹp của Kinh Đô, gồm hết căn lành hồi hướng, khi tất cả chúng sinh làm tịnh tất cả cõi, dâng lên cho Đức Phật ở, khi tất cả chúng sinh thường ở chỗ A Nan nhã, an trú trong tịch tỉnh, khi tất cả chúng sinh không lệ thuộc tất cả quốc độ, Kinh Đô, làng xóm và tất cả và các thành lớn nhỏ hoàn toàn ly dục được tịch tỉnh tối thượng, khiến tất cả chúng sinh tâm không thân cận tất cả thế gian, xa lìa hoàn toàn bằng ngôn ngữ thế gian, được tâm ly dục bố thí các sở hữu, không có hối hận, không lệ thuộc gia nghiệp, được tâm trong sạch ngay thẳng, khiến tất cả chúng sinh xa bỏ tất cả, không còn bị trói buộc, bố thí hoàn toàn được thành tựu, khiến tất cả chúng sinh không bị không để thuộc vào chỗ ở, xa bỏ các khổ, trừ diệt tất cả lo âu khủng bố, khiến tất cả chúng sinh lấy tất cả thế giới làm cõi tịnh độ và dâng lên chư Phật. Đây là Đại Bồ Tát Bố Thí Kinh Đô làm thành lớn xinh đẹp đem căn lành hồi hướng, khi tất cả chúng sinh nghiêm tịnh chỗ Phật ở. Đại Bồ Tát Bố Thí Nữ Báu có thiên nữ hầu hạ đầy đủ kỹ thuật, tài năng khéo léo, rất giỏi nói đùa, đầy đủ uy nghi, phục vụ kính thuần,
cảm động lòng người, đầy đủ tất cả các công đức thế gian, xinh đẹp mỹ lệ làm động cả trời người, tiếng nói hòa nhã không có thô bạo, phục vụ chủ rất đúng lễ, không làm phật ý, dung mạo tuyệt đẹp nhìn không chán. Trăm ngàn cô gái cùng phục vụ nữ báo ấy đều do quả báo nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát hóa hiện, đem đã bố thí bằng tâm không chấp trước, tâm xa lìa dối trá, tâm không bị các dục trói buộc, tâm không lệ thuộc tất cả các sắc, tâm không tham dục lạc, tâm lìa tầm trứ về dục. Đối với hình sắc của nữ báo không sinh tưởng, Đại Bồ Tát bố thí nữ báo có thiện nữ hậu hạ, đem căn lành hồi hướng đến tất cả chúng sinh được thoát ly sinh tử, hồi hướng được hỷ là của chư Phật, hồi hướng được kiên cố trong không kiên cố, hồi hướng đến tâm không bị phá hoại của trí kim cang giới, hồi hướng đến đại chúng viên mãn của Như Lai, hồi hướng đến giữ vững sự chân thật kiên cố, hồi hướng đến tâm bồ đề vô thượng, hồi hướng đến trí tuệ phân biệt các pháp, hồi hướng đến sinh ra tất cả căn lành, hồi hướng đến không trái lời dạy của Phật ba đời. Là Bồ Tát trú ở pháp này, sinh vào nhà Như Lai, sinh ra đạo nhất thiết trí, đi sâu vào tất cả trí nghiệp của Bồ Tát và tất cả xả ly tất cả trần cấu của thế gian, được thu phục bằng công đức Phật tâm, viên mãn đủ vức vô thượng, giảng thuyết diệu pháp giúp đỡ chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, tu tập giữ gìn tất cả căn lành. Đại Bồ Tát bố thí nữ báo quyến thuộc, đem hết căn lành hồi hướng cho chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh mau được vô lượng tam muội quyến thuộc và được tam muội bất hoại của Bồ Tát, khiến tất cả chúng sinh đều được vào tam muội trang nghiêm của chư Phật, thôi muốn chiêm ngưỡng Phật, khiến tất cả chúng sinh đều tu hành tam muội chẳng thể nghĩ bằng tự tại du hí của Bồ Tát, an trú vào tam muội vô lượng tự tại, khi tất cả chúng sinh vào tam muội như thật không hư hoại tâm mình, khi tất cả chúng sinh đều được tam muội sâu xa của Bồ Tát, đối với tất cả tam muội đều được tự tại, khi tất cả chúng sinh đều được thành tựu các kiến thuộc của tam muội, tâm được giải thoát, khi tất cả chúng sinh phân biệt hoàn toàn các loại tam muội, có thể nhận lấy chính xác tướng các tam muội, khi tất cả chúng sinh được tam muội thánh trí, tu tập tất cả các môn tam muội, khi tất cả chúng sinh được tam muội vô ngại, có thể quyết định nhập vào chánh thọ bất hoại, khi tất cả chúng sinh được tam muội không chấp trước, tâm thường nhớ thực hành tam muội không hai, khi tất cả chúng sinh được quyến thuộc thanh tịnh, quyến thuộc của Bồ Tát không bị chia lìa, khi tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề thanh tịnh đầy đủ Phật pháp, khi tất cả chúng sinh đầy đủ thanh tịnh năng lực nhất thiết trí, được trí vô thượng, khi tất cả chúng sinh được quyến thuộc tùy thuận, được cùng với chúng sinh hoàn toàn sống chung, khi tất cả chúng sinh đều được đầy đủ công đức nhất thiết trí, thành tựu tất cả các lành thánh diệu, khi tất cả chúng sinh được quyến thuộc chân thật, thành tựu pháp tâm thanh tịnh của Như Lai, khi tất cả chúng sinh thành tựu tài biện luận, không bị hạn chế vướng mắc, giảng thuyết tạng pháp vô tận của Phật pháp, khiến tất cả chúng sinh đều là thiện tri thức, làm cho tất cả mọi người đều thành tựu tất cả các lành thánh diệu, khiến tất cả chúng sinh viên mãn tịnh nghiệp, thành tựu tất cả các nghiệp thanh tịnh, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ pháp môn tịnh diệu của chư Phật bằng các pháp thanh tịnh trang hoàng thế gian. Đây là các lành hồi hướng của Đại Bồ Tát khi bố thí nữ báo quyến thuộc. Lại nữa, khi Đại Bồ Tát bố thí vợ tiếp con trai con gái, thì cũng như Thái tử Tu Đạt Noa, Bồ Tát Hiện Ra Nghiêm Vương cùng vô số các vị Đại Bồ Tát khác, thảy đều nương vào xe nhất thiết trí để thực hành tất cả sự bố thí, thành tựu đầy đủ bố thí và la mật, nghiêm tịnh đạo bố thí của Bồ Tát, nuôi dưỡng tâm bố thí thanh tịnh không hối tiếc, nhập vào tâm nhất thiết trí báo bố thí, khiến tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, đủ tâm chánh trực, đầy đủ tâm chánh trực thanh tịnh rồi, thì tất cả Bồ Đề đã được viên mãn. Tâm trí thường mong cầu tịnh đạo của Bồ Tát, tỏ trì nguyện môn Bồ Đề của chư Phật, tu tập tất cả tâm của nhà Như Lai. Đại Bồ Tát như vậy thành tựu ý lực, cầu chỗ ở của Như Lai, tự biết thân mình lẽ thuộc tất cả không được tự tại, tùy họ sai khiến, nên đối với khắp chúng sinh thực hành tất cả các bố thí, làm thỏa mãn cho người chưa thỏa mãn, bảo hộ cho an ổn tất cả chúng sinh, muốn thân mình làm tháp đẹp nhất thế gian, Bồ Tát làm cho chúng sinh đều được hoan hỷ, muốn làm cho tất cả đều đủ tâm bình đẳng, muốn làm ao nước mát cho cả thế gian, muốn làm người thí chủ lớn lấy trí tuệ làm đầu,
tu tập hạnh Bồ Tát, tu hành đúng lời dạy, thành tựu những kiết trí dụng trí, trang nghiêm bằng đại nguyện, thường muốn chuyên cầu đủ phước trí tuệ, làm cho các chúng sinh nuôi dưỡng căn lành, xây dựng cho thân mình tôn sùng chánh pháp, làm ngọn đèn sáng trí tuệ cho tất cả. Chánh niệm về tâm bố thí tất cả của Bồ Tát, cả chư Phật luôn luôn hiện hữu. Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành bố thí vợ con trai con gái bằng tâm giải thoát không bị trói buộc và hướng cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh hiện ra vô lượng tâm biến hóa ở tất cả các thế giới khắp mười phương, chuyển pháp luân không thoái, đưa tất cả chúng sinh vào đạo hữu thường, khiến tất cả chúng sinh không tham đắm thân mình, đầy đủ các nguyện đều đến các thế giới của chư Phật khắp mười phương, khiến tất cả chúng sinh xa lìa tâm yêu ghét, đoạn tuyệt các sự yêu hận, khiến tất cả chúng sinh là chân Phật tử đi vào nhà Như Lai. Khi tất cả chúng sinh đối với tất cả chư Phật sinh tâm xem như mình, không thể bị phá hoại. Khi tất cả chúng sinh thường làm con Phật, sinh ra từ Pháp, khiến tất cả chúng sinh được hy vọng chân chánh toàn tựu nhất thiết trí. Khi tất cả chúng sinh tu tập căn lành rốt ráo, đầy đủ giác ngộ vô thường, khi tất cả chúng sinh thành tựu giải thoát giác ngộ của chư Phật bố thí Pháp vô thường. Khi tất cả chúng sinh được tâm vô sinh, không phá hoại nhân duyên. Khi tất cả chúng sinh ngồi dưới cây bồ đề đắc quả chánh giác thành đạo vô thượng, hóa sinh vô số nam nữ đúng pháp. Đây là căn lành hồi hướng của Đại Bồ Tát khi bố thí vợ thiếp con trai và con gái, khi tất cả chúng sinh được giải thoát không chấp trước, được trí tuệ vô ngại. Thấy có người đến trên nhà, Đại Bồ Tát đem nhà sang trọng có trang hoàng, các vật dụng xinh đẹp ra bố thí, tu tập uy nghi không lệ thuộc nhà, xa lìa cư gia và tất cả tham luyến nhằm chán gia nghiệp và dụng cụ sinh hoạt. Đối với những vật báu xinh đẹp trong nhà, Bồ Tát không có tham tiếc, không bị lệ thuộc. Đối với dụng cụ trong nhà không trói buộc tâm, Bồ Tát hiểu rõ tức rất nhanh pháp bị thay đổi, tiêu diệt nên xuất gia cầu đạo, đã đến Phật đạo trú trong chỗ Bồ Tát, tâm nghiêm trang Phật pháp. Bồ Tát có thể bỏ tất cả mà nửa chừng không hối hận, thường được chư Phật khen ngợi. Đối với dụng cụ sinh hoạt và tất cả chỗ ở, Bồ Tát không bị lệ thuộc. Thấy người đến xin thì hoan hỷ vô cùng, quyết định cho ngay. Đại Bồ Tát đem hết căn lành bố thí nhà như vậy hồi hướng cho chúng sinh, khi tất cả chúng sinh xả bỏ vợ con thường vui xuất gia. Khi tất cả chúng sinh tin ở nhà chẳng phải nhà, bỏ nhà cầu đạo, ở trong Phật pháp tịnh tu phạm hạnh, khi tất cả chúng sinh ưa thích bố thí tất cả, không hối tiếc, không còn tham lam. Khi tất cả chúng sinh xa lìa hẳn việc nhà, ít muốn biết đủ, không cất chứa gì cả. Khi tất cả chúng sinh không còn thích nhà thế tục, thường thích nhà của Phật. Khi tất cả chúng sinh đều xa lìa hẳn nhà chướng ngại, dẹp hết tất cả những đường chướng ngại. Khi tất cả chúng sinh không ái nhiễm tâm thuộc gia đình, tuy ở tại gia mà không lệ thuộc. Khi tất cả chúng sinh giáo hóa tất cả, tuy sống tại gia mà chẳng mà thuyết giảng bằng tri chánh giác. Khi tất cả chúng sinh tuy thì hiện tại gia, nhưng đối với chỗ Phật ở thường tùy thuận trí tuệ của Như Lai. Khi tất cả chúng sinh dù ở tại gia vẫn hoan hỷ các chúng sinh ở chỗ Phật ở. Đây là Đại Bồ Tát đem căn lành hồi hướng nhà bố thí cho các chúng sinh. Các chúng sinh đều hành các hạnh của Bồ Tát, viên mãn các nguyện trí tuệ tự tại. Khi Đại Bồ Tát bố thí vườn trường xinh đẹp để vui chơi thì suy nghĩ, vì tất cả chúng sinh ta nên làm rừng pháp rất khả ái, hiện ra những nơi hỷ lạc, khiến cho chúng sinh được vô lượng sự hoan hỷ. Vì tất cả chúng sinh ta sẽ mở cửa pháp thanh tịnh vượt khỏi ba cõi, ta sẽ cho chúng sinh vô thượng bồ đề, viên mãn các nguyện sẽ làm từ phụ cho khắp chúng sinh. Bằng trí tuệ quan sát cả ba cõi, ta sẽ cho tất cả chúng sinh những dụng cụ sinh hoạt để họ không thiếu thốn, ta sẽ làm từ mẫu cho tất cả chúng sinh, sinh ra căn lành làm viên mãn các nguyện, băng tâm không nhàm chán. Là Bồ Tát hồi hướng các căn lành, hồi hướng xa lìa tất cả ác của chúng sinh, hồi hướng cho chúng sinh được chánh tâm an ổn, hồi hướng không cầu báo ân, hồi hướng không cầu lợi dưỡng của chúng sinh, hồi hướng không cầu khen ngợi, hồi hướng trừ diệt vô lượng khổ não của tất cả chúng sinh, hồi hướng cho tâm chúng sinh được thanh tịnh cũng như hư không, hồi hướng tất cả căn lành làm đầu, quán sát sự chân thật của tất cả các pháp, hồi hướng tất cả chúng sinh tự trang hoàng bằng sự đại trang nghiêm, vĩnh viễn xa lìa khổ ấm, hồi hướng đối với nguyện của đại thừa không nhằm chán, xa lìa tà kiến, tu hành đầy đủ Bồ Tát hạnh và các đại nguyện.
Đại Bồ Tát đem hết căn lành cho bố thí vườn trường vui chơi xinh đẹp cho các chúng sinh, khiến tất cả chúng sinh được căn lành hơn nữa, cuối cùng đạt được tâm vườn rừng vô thượng bồ đề, khiến tất cả chúng sinh được pháp bất động, thấy hết các pháp đều được hoan hỷ. Khi tất cả chúng sinh thường vui ở rừng pháp, đạt đến vườn hỷ lạc của cõi Phật. Khi tất cả chúng sinh được tâm tịnh diệu, thường thấy rừng là hệ thần túc của Như Lai. Khi tất cả chúng sinh đều thích sự vui chơi tự tại của Như Lai, trí tuệ tự tại đến khắp mười phương. Khi tất cả chúng sinh tu tập pháp vui vẻ đến các cõi Phật, thưa hỏi và tiếp nhận sự giáo hóa. Khi tất cả chúng sinh thích sự vui vẻ của Bồ Tát, tận đời vị lai tu Bồ Tát hạnh, tâm không nhàm chán, an trú giải thoát. Khi tất cả chúng sinh thấy tất cả Phật đầy cả pháp giới, bến thích vườn rừng thanh tịnh tâm lớn của Phật, khiến tất cả chúng sinh đến các cõi Phật tâm rất hoan hỷ cúng dường cho Phật. Khi tất cả chúng sinh tâm địa dục thanh tịnh trang nghiêm tất cả cõi Phật, khiến tất cả đây là Đại Bồ Tát bố thí vườn rừng xinh đẹp vui vẻ, đem căn lành này hồi hướng, khiến tất cả chúng sinh du ngoạn trong tất cả vườn rừng của chư Phật, thấy tất cả chư Phật. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 18 hết.